Hello, xin được kính chào quý chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Chí TV nha. Chào cả nhà. Lời đầu tiên thì cũng chúc cả nhà của chú anh chị mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Hôm nay lên cái video này thì nói chung thì cũng xoay quanh cái câu chuyện liên quan đến drama thôi của chú anh chị. Thì không biết rất là nhiều của chú anh chị gọi điện cũng có, nhắn tin cũng có. Thì như chúng ta cũng đã biết rồi, cái vụ việc liên quan đến chị Nguyễn Phương Hằng đó, thì hiện nay coi như là cái phiên phúc thẩm cũng đã xét xử, cái phiên sơ thẩm cái phiên sơ thẩm hỏi phúc thẩm nhiều quá nên bị ám ảnh. Phiên sơ thẩm thì cũng đã xét xử xong rồi, và đặc biệt là có một cái điểm, có một cái vấn đề rất là bất ngờ, đó là chị Hằng là nhân vật chính. Nói chung coi như là chị không kháng cáo, mức án là 3 năm. Thì cô chú anh chị biết rồi, nếu mà chị Hằng kháng cáo á thì theo quan điểm của em á thì chính coi như là trên 90% là từ cái mức đó, bằng mức đó hoặc là giảm xuống thôi. Tại vì á ở đây á không có bị hại, không có hại thì chỉ có bị hại mới được quyền khiếu nại cái mức án rồi mức bồi thường thôi. Và cái trường hợp thứ hai là bên viện kiểm sát người ta sẽ kiến nghị. Tuy nhiên thì viện kiểm sát trong phiên sơ thẩm người ta cũng đã đề ra cái mức từ 3 đến 4 năm, và bên phía tòa người ta tiên trong cái khung đó, nên không, mình nghĩ không không có cơ sở là bên viện kiểm sát người ta sẽ kiến nghị ha. Mà không hiểu sao thì nói chung là chị Hằng thì của chính chị cả nhà cũng biết rồi à, chị làm những cái chuyện mà coi như là chúng ta không ngờ tới, và chị nói những cái chuyện mà bây giờ chúng ta mới nghiệm ra mà nghĩ lại là nổi da gà. Theo không biết ai sao chứ em là vậy nha. Thì chị đã quyết định là không có kháng cáo ha, mặc dù là cái vấn đề kháng cáo là hoàn toàn có lợi cho chị. Thì cái phiên phúc thẩm thì bây giờ chỉ liên quan đến thầy Quân, Hà, Nhi và Tân thôi. Thì nghe coi như là cái bà Lan Đinh gì đó, bà hay nói là cuối tháng 12 này sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm á. Thì không biết như thế nào, thì tại vì thông tin chính thống, báo chí rồi cơ quan chức năng chính thức công bố là chưa có. À, mà như này cầm đèn để chơi trước ô tô mà. Thì có một cái thông tin là nhiều cô chú anh chị nói là đi nghe một số anh em nói, rồi nghe tin hành lang, tin vỉa hè, tin xe ôm rồi tùm lum ta la đó, rồi nói là sau phúc thẩm là chị Hằng sẽ về. Thì mình cái này thì nhiều cô chú anh chị, những người mà yêu quý yêu mến chị Hằng á thì người ta rất là nghe là vui. À, mừng, nói chung là chị Hằng này của anh chị biết rồi, rất là nhiều người mặc dù là không có phải là ruột thịt, chưa từng gặp mặt luôn á, nhưng mà khi mà chị có chuyện người ta đã có những giọt nước mắt, người ta đã rơi, khóc, ăn không được rồi ngủ không được cả tuần lễ luôn đó. Vừa rồi xong cái phiên sơ thẩm chị xuất hiện, người ta cũng đã có những giọt nước mắt đã rơi. Thì sống sao thì giành được những tình cảm như vậy thì nó khó lắm nha, chỉ có người thật việc thật đó, như thế nào đó, mang đến những giá trị như thế nào đó thì người ta mới chạm đến cái trái tim của người ta thôi, chứ làm gì của anh chị thấy đó ha. Còn đối với những cái người khác á, bây giờ mà có lên đường, có vô lò đi học phá T30 31 gì đó, là người ta mở tiệc ăn mừng nha, người ta sẵn sàng, người ta không nhậu được. Có những cô chú chị đó cho tụi bay nhậu xả láng luôn nha, tụi bay xả láng luôn ha. À, sẵn sàng tại chợ một cái buổi tiệc nhậu hoành tráng này là sự thật nha, tôi nói là có ông đèn tắt tôi tắt nha, không biết sống sao mà vậy đó nha. Ông bà tao nói là trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng, vẫn còn chơi chơi mà ha, tiếng dơ nó càng năm đó. Thì cái này nói chung là một số coi như là ai đưa thông tin chơi chữ thôi. Sau phiên phúc thẩm là phúc thẩm nào phúc thẩm ông Lưu Bình Nhưỡng, phúc thẩm bà vụ bà Trương Mỹ Lan hả, phúc thẩm vụ Hàn Ni ông Trần Văn Sĩ hả,
hay là phim quốc phẩm liên quan đến thầy quân rồi ba nhân viên, nó rõ ràng là phúc thấm phúc thấm nóng nào chơi chơi chữ chơi bài nghe chơi gà ai ai mà láo táo láo nháo nghe ba chớp ba nhán là dễ dễ dính lắm. Rồi thì bây giờ sau phúc thẩm ok sau phúc thẩm à, sau phúc thẩm mà là xử phúc thẩm mà thầy quân với ban viên mà khiếu nại đó ok sau phúc thẩm, nhưng mà sau phúc thẩm thì mấy ngày ok chắc chắn là sau phúc thẩm rồi đó, nhưng mà nó mấy ngày à, cả nhà suy nghĩ đi nha. À, nên là thông tin chúng ta phải chờ đợi những cái thông tin này á, chúng ta phải chờ đợi những cái thông tin chính thống nha, những cái thông tin mà cụ thể rõ ràng chứ. Mặc dù chúng ta biết là chúng ta yêu quý yêu mến chị, mong từng giờ từng phút từng giây ha, để chị coi như là được coi như là rời rời cái chỗ đó để về với gia đình, về với bé Hữu. Thì tâm lý em cũng vậy, cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị cũng vậy. Còn cái việc mà cái khả năng mà sau phúc thẩm mà một thời gian ngắn chị về thì cũng có khả năng, cái đó cũng có khả năng, đúng không chị? Nên tại vì khi mà gì đó nghe một số luật sư phân tích là kháng thụ động gì đó, mà khi mà cái kết quả phúc thẩm mà có lợi cho thầy quân với ban viên thì tới mình nghĩ cái gì là một số luật sư cũng đặt vấn đề đó, là cái gì là kết quả chị coi như là cũng sẽ có lợi ha. Hoặc là cái trường hợp là bây giờ 3 năm thì chị đã ở gần rồi, gần 2/3 rồi, mà theo luật quy định là gần 2/3 2/3 được 2/3 đó thì sẽ xem xét tình để giảm nhẹ nhân dịp cái gì là Tết Nguyên Đán rồi 30/4 đó, này kia của anh chị ăn xá đó. Nên coi như là chúng ta cứ bình tĩnh ha. Đến giai đoạn này đến lúc này rồi ha, thì cứ từ từ cứ từ từ ha. Hà Nội thì không dội được đâu nên cả nhà chúng ta nghe, chúng ta phải nghe cho kỹ ha. Dạo này coi như là tình hình nó có vẻ yên ắng, nên cái việc mà truyền thông chúng ta cũng hết sức cẩn trọng, một số anh em nên hết sức cẩn trọng, không khéo là coi như là bị gài ha, bị gài. Nói chung là đối với những thành phần lương lẹo thì chúng ta đề phòng là không thừa. Rồi em chỉ có một số chia sẻ như vậy thôi. Quên nữa, còn ở đây có một cái thông tin liên quan đến luật sư Vũ của anh chị, thì có một số kênh anh em nói là luật sư Vũ mất tích bí ẩn gì đó, không bí ẩn gì đâu. Luật sư Vũ bây giờ nói chung là Trương Minh thì mấy ngày nay xin ha, mà Trương Minh thì sức khỏe như nào của anh chị cũng biết rồi ha. Đang coi như là trong cái tình trạng coi như là cũng hơi bị căng, nên cả nhà chúng ta thì nếu được thì dành một cái lời coi như là chúc may mắn hoặc một lời cầu nguyện gửi đến Trương Minh. Em cũng đã nhắn tin hỏi thăm luật sư Vũ rồi đó. Cầu nguyện chúc cho Trương Minh là coi như là mẹ tròn con vuông. Hẹn cô chú anh chị ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cái gì không biết thì ấy chứ quăng thì người quăng ghê quá nha. Rồi cảm ơn cả nhà ủng hộ em thì cho em một like, một comment, hay chưa đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe bình an. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video lần sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.